Công nhân đang cho từng giỏ chuối vừa hái vào thùng nước sôi đang bốc khói nghi ngút. Một phút sau, chuối đã đổi màu. Càng quan trọng hơn đó là, sau khi luộc chín, chuối sẽ giảm bớt lượng nước chảy ra, để đến khi công nhân bóc vỏ chuối, vỏ ngoài sẽ không quá dính nữa. Bởi vì độ dài ngắn to nhỏ của chuối khác nhau, nên công đoạn này chỉ có thể được thực hiện thủ công. Đây là những người công nhân ở nhà máy sản xuất Costa Rica, mỗi ngày phải gia công hơn 225 tấn chuối. Hơn nữa, toàn bộ đều do công nhân hoàn thành. Bây giờ họ dùng máy cắt để cắt chuối theo độ dày yêu cầu, họ sẽ nhét từng quả chuối vào bên trong máy cắt, sau đó dùng gậy nhét xuống lỗ cắt theo từng chuyển động của máy, những miếng chuối lập tức rơi xuống nồi khổng lồ đã đổ dầu và được làm nóng đều. Chiếc nồi dài 9 mét này biến chúng thành những miếng chuối vàng ươm, giòn rụt. Việc công nhân phải làm chính là chọn ra những miếng chưa chín kỹ hoặc những miếng chuối cháy. Bây giờ, những miếng chuối này được chuyển vào vòng quay khổng lồ, dựa theo những yêu cầu sản xuất khác nhau, ở bước này, chúng sẽ được thêm muối hoặc những hương liệu khác trộn đều khắp bề mặt. Đợi đến khi thêm hương liệu xong, chúng sẽ lăn ra để đến công đoạn đóng gói. Những miếng chuối trên băng truyền rơi xuống đầu máy cực lớn. Sau đó 8 chiếc máy tính sẽ hợp lực tính toán trọng lượng của chúng, rồi rơi thẳng xuống những bao đóng gói khối lượng khác nhau bên dưới. Cuối cùng dùng dao nhiệt cắt chúng thành các gói riêng biệt. Bây giờ chuối miếng có thể đóng thùng và di chuyển đi khắp mọi nơi. Chất lỏng vẩn đục này là nước mía để tạo ra đường trắng. Con người đã làm thế nào để biến nó thành đường trắng đây? Chiếc máy này sẽ dùng lưỡi dao ở phía dưới sẽ cắt mía khi đi qua chúng. Lúc này quạt gió sẽ thổi những chiếc lá nhẹ xuống ruộng mía, còn những đoạn mía nặng hơn sẽ rơi xuống thùng xe. Cuối cùng, xe tải sẽ chở mía về nhà máy gia công mía. Đầu tiên, nhà máy sẽ tiến hành công đoạn rửa mía. Những đoạn mía này sẽ được rửa 2 lần, tiếp theo chúng sẽ được cho vào máy ép. Dưới sức ép phân giải thành những mảnh nhỏ, sau đó tiếp tục di chuyển chúng đến máy xay để lấy nước ép. Vỏ mía sẽ ép ra thành hình dạng này. Khi vỏ mía lăn qua 5 chiếc máy ép khổng lồ, sẽ vắt kiệt được sợi mía, nước mía sẽ không ngừng chảy khỏi máy nghiền thành phẩm, chạy theo dòng và đi qua đường ống đổ vào thùng. Sau đó nhân viên sẽ kiểm tra nước mía trước khi làm thành đường, trải qua một loạt thử nghiệm với mẫu sử dụng, nhân viên kiểm tra sẽ đổ chất tạo đặc vào trong nước mía để kết dính các tạp chất trong nước mía, rồi lọc lấy phần nước mía trong, nói sẽ được đổ vào máy đo phân cực để đo nồng độ đường. Kiểm tra xong, nước mía sẽ chảy xuống bồn chứa cao 10 mét. Ở đây, lưu huỳnh dioxit từ từ bốc lên qua nước mía. Sau bước lưu hóa, nước mía bắt đầu khử màu. Tiếp đó, nước mía được đo độ pH. Chất bột trắng này là vôi bột cần thiết để sản xuất đường mía. Khi máy quay, vôi bột và nước mía sẽ được hòa trộn. Sau khi khuấy 6 tiếng, vôi bột sẽ làm giảm độ chua của nước mía. Vì có vôi bột nên nước mía sẽ biến thành màu vàng. Nước mía sẽ rơi xuống một bể lọc khổng lồ, nó sẽ được ngâm trong 2 giờ để các tạp chất lắng xuống dưới. Có thể thấy sự khác biệt rõ ràng trước và sau tinh chế. Người công nhân này đang cạo bùn mía trên trục lăn. Bùn mía tạo ra trong quá trình tinh chế sẽ trở thành phân bón cho ruộng mía, còn bã mía sẽ thành nhiên liệu. Bây giờ, nước mía từ thiết bị lọc sẽ được đổ vào một thiết bị đun sôi bay hơi lớn. Ở đây, hàm lượng đường trong mía sẽ tăng từ 15% lên đến 60%. Nước mía sẽ được đổ tập trung vào thùng chữ lớn. Ở công đoạn này, phần cặn trong nước mía sẽ nổi lên trên, cánh quạt chuyển động sẽ gạt hết lớp cặn đó. Bây giờ siro sẽ thành ra như thế này. Công nhân sẽ đổ dung dịch màu trắng chứa tinh thể đường mía vào siro, dung dịch dạng sữa này sẽ liên kết đường trong siro, sau đó, siro được đun sôi trong bình chân không khổng lồ này để tạo thành kết tinh đường. Khi thành phần nước trong siro bay hơi, công nhân sẽ đặt siro lên mặt kính để kiểm tra tình hình kết tinh thể, sau khi kiểm tra xong sẽ cho siro vào máy ly tâm. Dùng máy ly tâm tốc độ cao này để kéo mật đường ra lớp ngoài của máy ly tâm, còn kết tinh thể vẫn nằm trong giỏ máy. Lúc này, máy phun nước sẽ rửa sạch kết tinh thể và đẩy ra khỏi máy ly tâm. Trước mắt những kết tinh thể không bị khử màu vẫn có màu mật đường nhiều hơn. Bây giờ đường đến giai đoạn sấy khô trên băng truyền. Máy sấy khổng lồ này sẽ thổi khí nóng vào trong, giảm độ ẩm của đường xuống 0,02%. Bây giờ kết tinh thể đã đáp ứng tiêu chuẩn đường cắt thực phẩm. Đường trong bao lớn được cẩu lên và đưa qua máng, rơi xuống máy đóng gói tự động bên dưới. Ở đây đường sẽ được đóng gói riêng biệt với trọng lượng 2 kg. Đến bước này, cuối cùng có thể mang đi bán được rồi. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nhé!